Ngày 15 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh là người mẫu, diễn viên, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức về tội gây rối trật tự công cộng. Và bị can Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, ngụ quận 7 về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị can Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn, thành thật khai báo. Tuy nhiên, bị can cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Với tội danh trên, bị can Ngọc Trinh đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù. Trước đó, ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, còn Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trinh và Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngọc Trinh khai là không có bằng lái xe mô tô nhưng vẫn cùng với thầy giáo Đông điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm, quay lại các clip đăng lên mạng xã hội nhằm câu like. Đầu tháng 9 năm 2023, Đông cùng Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu Ninja trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để biểu diễn. Cả hai kéo theo một số trợ thủ để quay clip khi Ngọc Trinh biểu diễn trên xe mô tô với các động tác phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để xe tự chạy. Ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh và Đông tiếp tục tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô với các động tác nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Hai lần trên, Ngọc Trinh đều cho một số trợ lý đi cùng để hỗ trợ việc quay, chụp ảnh rồi được xử lý và đăng tải lên mạng xã hội. Các video này sau đó đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Riêng Đông khai nhận, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang biển kiểm soát 59A311588 là giả. Đông thừa nhận biết giả nhưng vẫn cố ý mua xe về sử dụng vì thấy rẻ và thích.